tất cả mọi người rồi. Nhưng nếu có một điều gì đó mà để khiến cho thị người bị thuyết phục, thì nghĩ nó chỉ là ý nghĩa tầm tầm, chứ không phải là một cái điều gì đó nghe. Tiến có nhiều cái ý niệm với chị Duyên. Lần đầu tiên khi Tiến ngồi ghế nóng của chương trình thực tế là của Việt Nam năm 2018, thì Tiến là giám khảo và chị Duyên là một huấn luyện viên của mentor trong lớp Trung Hương Giang. Tiến thấy chị Duyên là một người làm việc chuyên nghiệp, bài bản và đặc biệt là rất cá tính. Có một lần Tiến nhớ là Tiến khuyên thí sinh về Tiên Hương Giang, xong là chị Duyên sực liên liền ngay trên sóng luôn. Mà xin lỗi chị Duyên, nghe hồi xưa là anh còn là dạng nhỏ người, ngây thơ, thờ dại, không xin lỗi em chỉ một dập cứ cái miệng mà đi thật, em nói anh chỉ đó là xin lỗi em rồi. Và đặc biệt là chị Duyên một người rất tình cảm. Có nghĩa là trong những lần Tiến làm việc với những người bạn của chị Duyên, ví dụ như là Tiến làm việc với chị Lâm Anh chẳng hạn, là ngồi ghế chị Lâm Anh là chị Duyên mua đồ ăn, chị Lâm Anh là mua cho Tiến một tô luôn. Cho nên là anh gì cái tô cháo lòng mà là nhiều thật tốt của em, mà thực ra là có được rất tốt em chị Duyên ơi. Cho nên mỗi thơ cũng như mọi lỗi lầm hồi xưa là chị mỗi Việt Nam xin xóa cho nhau nhé. Anh ơi, sau khi mà công bố là Kỳ Duyên tham gia thì mọi người cũng nói là em có đọc comment thì mọi người bảo là Kỳ Duyên coi như đạt hoa hậu luôn rồi, kiểu như khỏi cần thi cũng biết là sẽ có danh hiệu đó, thì anh nghĩ sao ạ? Cái nghĩ nếu mà tất cả mọi người nghĩ như vậy thì Tiến chúc mừng chị Duyên, bởi vì chị Duyên đã định vị được năng lực và khả năng chuyên môn của mình cho một khán giả, thì khán giả mới nói điều đó. Và Tiến nghĩ rằng đó là một cái điểm đáng tự hào của chị Duyên và đáng tự hào của Miss Universe Việt Nam 2024 khi mà có một thí sinh cực kỳ mạnh như chị Duyên tham gia. Tiến chỉ biết nói là anh biết ơn em vì đã tham gia cuộc thi năm nay, thì em chúc mừng lại đây thành công. Cảm ơn Duyên. Chắc chắn là thiên vị. Ví dụ mà khi thi xong hết cái ớt mái ra thì chắc chắn sẽ lại nói chuyện với chị Duyên nhiều hơn mấy bạn thí sinh khác. Và chắc chắn là sẽ đem tô cháo lòng lại cho chị Duyên ăn. Thiên vị là chắc chắn có. Dạ, em xin trả lời thẳng đi luôn cái chuyện hồi tò mò thắc mắc nữa. Nhưng mà giám khảo không phải không mình lên em. Cho nên là nếu em có thiên vị thì cũng không thay đổi kết quả gì được. Dạ, và cái nết của em vào đó giờ là coi dù thương ai cỡ nào, tới cũng vợ của em là Hương Giang thì thực tế mình tập là bể đầu vì chị Duyên. Dạ. Dạ anh ơi, ngoài Kỳ Duyên ra thì hôm bữa họp báo xong thì về em thấy mạng xã hội mọi người cũng nói nhiều về cái vương miện 24 triệu đồng của anh á, thì những cái tranh cãi xung quanh cái vương miện 24 triệu đồng anh có thể chia sẻ thêm không ạ? Tất cả những gì cần phải chia sẻ thì nghĩ là chia sẻ rồi. Nghĩa là chuyện này mọi người đang bị hiểu lầm. Mọi người nói là trời ơi, làm cái họp báo chỉ được hoành tráng của bộ cái vương miện 24 triệu. Dạ em xin lỗi, trong cái nguồn kinh phí của em á, mà làm hoa hậu của em có kinh phí tổ chức, em có một viên ạ, kinh phí giải thưởng của hoa hậu em cũng riêng là 2 tỷ tiền mặt rồi mọi người ơi. Dạ rồi sau đó là gì, kinh phí dành cho cái vương miện thì năm nay em đổi lại, em dành hết cái vương miện em tắt ra thêm một bình sứ mệnh trọng đó mọi người. Thì có nghĩa là bây giờ thay vì mình nguồn kinh phí của em dành cho vương miện là 1 triệu đô, thì bây giờ cắt cái vương miện 1.000 đô mà còn lại bao nhiêu kinh phí vương miện đẩy của mình sứ mệnh trọng hết. Đó là ý của em là vậy, chứ không phải là vậy. Còn cái kinh phí sản xuất của em thì em đã có cam kết về tiêu chuẩn chất lượng với tất cả các nhà tài trợ này mọi người đã thương hiệu rồi, thì chắc chắn là em phải làm cái vốn về của em từ trước tới giờ thôi. Dạ cho nên là cái việc mà em làm vốn về của sản xuất vẫn không được vô cái kinh phí mà em dành cho cái vương miện các bạn. Nhưng mà vương miện năm nay thay vì là đổ trên đầu, em bắt mấy bạn phải xách trên tay và đi làm giống như là động vật, xong đi làm động vật nguyên năm vậy mà. Dạ lãnh lương 2 tỷ là tiền vé tuần rồi, thì chia ra đi làm động vật đi một tháng coi như tiền lương 200 triệu, ngon quá trời quá đắt là còn gì nữa. Sao anh vui, anh vui cứ đổ lửa cho anh vui, đang đổ lửa đi cái gì. Dạ, hỏi câu này cũng hơi... Từ cái ngày mà em lên trả lời phỏng vấn là chúng sanh thiên hạ trên mạng nó nói là một rào trong tiếng đi ông biết thì tôi hiểu đại phái, bây giờ ai mà không có gì là trả lời được. Nhưng mà hỏi câu này hơi không vui xíu á. Anh ơi, em thấy ở trên mạng mọi người nói nhiều lắm về cái việc mà các thí sinh trong các cuộc thi của Hương Giang và Dược Sĩ Tiến thì mọi người thi xong rồi quán quân này kia các thứ thì không thấy ở đâu. Đó là ý kiến của mọi người trên mạng nói như vậy. Anh Tiến thì có chia sẻ gì về điều này không ạ? Dạ em nói thiệt, chính cái mặt của em còn thấy ở đâu nữa, em đang cố gắng cô cái mặt em lên cũng dớt đi lo gì đâu nó. Em tạo được một cái sân chơi cho nhiều khán giả dòm vô nó là coi là như là nó giúp hết sức rồi đó, cái bạn nào rồi. Tự nhiên bây giờ nó thành quán quân xong, bây giờ em phải lo cho mặt cuộc đời nó, lo cho sức mệnh sự nghiệp nó, lo cho nó là ai lo cho em. Cái thân em mặt em không nổi thì làm sao lo cho các thiên khác của mọi người. Cho nên em nghĩ á, cái nhiệm vụ của em với vai trò là một nhạc xuất, là tạo một sân chơi, có nhiều người chú ý, giúp các bạn được nhiều người biết tới là ok.
chương trình nó nhiều người chú ý, nhiều người biết mặt các bạn là em thấy ok rồi. Thì lúc này các bạn bước ra, các bạn cũng có thể là cái sự nhận diện của khán giả đối với các bạn được nhiều hơn so với lúc các bạn tham gia phim của em. Dạ, các em có vai trò đàng hoàng mà. Nếu mà các bạn có muốn đóng phim của em thì làm gì có câu chuyện mà bữa nay khán giả gọi thương các bạn mà nó đâu có sự kiện đâu. Nhưng mà bỏ ngàn sự biến mất của các bạn cũng là thành thương khán giả dành cho các bạn. Vậy thì em cảm thấy em đã làm được cái này thật trọng rồi. Nhưng mà tham gia chương trình của em thì em đi làm bảo là chương trình này hot thôi, chứ em không có bảo kê cả cuộc đời các bạn là các bạn sẽ trở thành ngôi sao được. Cái bản thân em có thành ngôi sao hay không em không lo được, mà có cái lo với bạn cả ngủ à. Dạ cọc quá, anh trả lời cọc quá đó. Hả? Hơi cọc đó. Không có em đang vui, em vui. Dạ hơi lớn tiếng thôi. Trời ơi, nhiều fan thì hứng đớt chứ có gì đâu mà được. Nhiều fan thì được nhiều người, có biết YouTuber Việt Nam. Trời ơi, có gì đâu mà được. Còn em nghĩ rằng là kỳ kỳ nhiên mà nhiều fan kia là kỳ nhiên giỏi. Mà kỳ nhiên giỏi thì kỳ nhiên chả cần giám khảo thiên vị. Nếu một hoa hậu kỳ duyên mà cần phải có giám khảo thiên vị mới có thể có điểm cao thì xin lỗi, em tin chắc kỳ nhiên sẽ không có được kỳ vị mà bạn nghĩ đang có trong ngày hôm nay. Vì em nghĩ rằng là nếu như là kỳ duyên, bạn ấy sẽ còn thích là giám khảo chấm thẳng tay và thông minh để bạn sự làm hết sức của bạn. Chứ bạn chạm trong ngày thiên diễn mà bây giờ trong thiên diễn nó đụng chửi cái mặt của em có thiệt. Em mà bây giờ chấp nhận thiên diễn nó lại mình chửi em luôn. Em có thiệt cái gì? Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ